Ngày 5 tháng 3, Đảng bộ phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong hai đảng bộ được thị xã Đông Triều lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự chỉ đạo đại hội. Về phía lãnh đạo thị xã có đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều, Đảng bộ phường Xuân Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng hiệu quả các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều kiện thực tế tại địa phương, tập trung xây dựng củng cố tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đảng bộ phường Xuân Sơn đã thường xuyên quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đến trên 95% đảng viên. Trong đó đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường đã kết nạp được 55 đảng viên đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nâng tổng số đảng viên đến nay lên 377. Qua kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90,6%, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội. Đảng bộ phường Xuân Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm 2015-2017-2018, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016-2019. Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ phường đã tập trung phát triển những lĩnh vực có thế mạnh. Đến nay, tổng giá trị sản xuất đạt trên 478 tỷ đồng, tăng trên 213 tỷ đồng so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng một người một năm, tăng 30 triệu đồng so với năm 2015, đạt mục tiêu nghị quyết đại hội. An sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được phường tập trung chăm lo. Đại hội đã dành nhiều thời gian để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tham gia đóng góp phương hướng nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó thống nhất kết nạp đảng đạt từ 3% trở lên, 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 13%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt trên 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng trên một người một năm. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của phường Xuân Sơn nhiệm kỳ qua. Trước những thách thức đặt ra, nhất là khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đại hội cần tập trung trí tuệ, thống nhất hành động, xây dựng và ban hành được nghị quyết đại hội cho sát đúng với tình hình, điều kiện thực tế, từ đó có những giải pháp thực hiện thật sự căn cơ. Trong đó, lưu ý, đại hội cần ra soát lại các tiêu chí theo quy định của nhà nước để xây dựng các mục tiêu trên tinh thần người dân phải được thụ hưởng các chính sách nguồn lực đầu tư, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, gắn với thực hiện các nghị quyết của đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế, trọng tâm là các mô hình kinh tế, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, tạo ra giá trị gia tăng cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị, giải phóng mặt bằng thi công các dự án phục vụ cho quá trình phát triển từ thị xã lên thành phố của Đảng bộ thị xã Đông Triều vào trước năm 2025, quản lý tốt công tác xây dựng, quy hoạch đất đai, tài nguyên môi trường, giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa, chăm lo phát triển đời sống dân sinh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đồng chí lãnh đạo mong đại hội phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu được những đồng chí có đức, có tài vào cấp ủy khóa mới, đảm bảo các tiêu chí theo đúng chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, đồng thời trực tiếp bầu bí thư tại đại hội. Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, bầu 14 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường Xuân Sơn lần thứ 23, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Đông Triều lần thứ 25. Đồng chí Nguyễn Đình Thái được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%.
bản thân tôi là một đảng viên đang sinh hoạt trong chi bộ trường trung học cơ sở Xuân Sơn thuộc đảng bộ phường Xuân Sơn, thì ngày hôm nay tôi thấy là đại hội đảng bộ phường Xuân Sơn khóa 23 nhiệm kỳ năm 2020-2025 diễn ra thành công trong cái không khí vui vẻ, phấn khởi, và đó là cái niềm kỳ vọng của toàn thể đảng viên của đảng bộ phường Xuân Sơn chúng tôi, và tôi cũng như là toàn bộ đảng viên trong phường Xuân Sơn sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn bộ mục tiêu nghị quyết mà đại hội đã đề ra, góp phần đưa phường Xuân Sơn của chúng tôi phát triển chung với sự phát triển của thị xã Đông Triều. Là một đảng viên 84 tuổi đời, 60 tuổi đảng, tôi đã dự nhiều lần đại hội, nhưng tôi thấy đại hội lần này có thể nói là các đồng chí chuẩn bị từ nội dung cho nên các bài bản đều cơ bản tốt và xúc tích. Đồng thời trong không khí đại hội thì rất phấn khởi, vui vẻ. Hơn 100 đại biểu về dự đại hội, các đồng chí đều tỏ ra tin tưởng ở đại hội lần này sẽ đã thành công rồi và sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Xuân Sơn nhất định sẽ trở thành phường giữ vững truyền thống phường anh hùng Xuân Sơn. Việc tổ chức thành công đại hội điểm đảng bộ phường Xuân Sơn với khí thế dân chủ, đoàn kết, đổi mới sẽ là tiền đề tạo nên sự thành công của đại hội đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ mới.